Công suất, hệ số công suất của mạch điện xoay chiều RLC bắt nó tiếp. U là trời, kiến thức này có gì đâu mà các bạn học sinh lớp 12 vẫn lay quay mãi. Nếu bạn là người như thế thì hãy xem hết video này nha. Chúng ta có công suất thì P bằng R y bình phương, hoàn toàn giống như chương trình lớp 11. Nhưng ở đây thì nó lại không giống OI nữa nha, mà phải là OI nhân với cos phi. Và để có thể làm được gì bài tập hơn, ta có thể sử dụng giá trị cực đại tại đây, nghĩa là lấy U0 chia căn 2 và Y0 chia căn 2, thì ở đây chúng ta chia 2. Và phi là gì? Phi là độ lệch pha giữa Y, vậy phi sẽ được tính là bằng phi U trừ phi Y. Công suất thì sẽ có đơn vị là Watt, và thậm chí từ đây, từ công suất chúng ta có thể tìm điện năng tiêu thụ A thì bằng P nhân T, đơn vị là joule. Vậy cho các bạn. Và hệ số công suất là gì? Đây chúng ta nhìn thấy nè, P bằng OI nhân với cos phi, do đó cos phi là hệ số công suất. Cos phi bằng R chia cho Z, hay là bằng OR chia U. Vậy có khó khăn gì đâu, nhưng ý nghĩa của hệ số công suất thì không hề dễ. Nhớ đón xem video tiếp theo nha.